chào cả nhà nha. Đây mình luộc hến nha cả nhà. Luộc hến cái hồi nữa mình xào hến với hành cuốn bánh tráng nha cả nhà. Nước chưa sẵn sôi. Vậy tới hến cuốn bánh tráng nha cả nhà. Xào hành nha. Đây hành là luộc sẵn rửa sẵn rồi nha cả nhà. Đây là cá. Bây giờ mình lấy hành, mình lấy đổ vô hến vô nửa thôi chứ. Mảng cầu cây nhỏ nhưng mà trái nhóc chân luôn nha nhà. Có trái bự trên đó mà quay không tới. Đây là chuẩn bị màng đổ hến vô vớt rồi nha cả nhà. Lâu rồi để lại. Hồi nước cô rửa ăn hến lại bằng cái nước con hến á. Rửa đây chứ. Rồi thì rửa ngoài nó lạc. Rửa cho nó ngọt. Nước ngọt ngọt con hến. Con hến hết rồi. Hến cuốn bánh tráng á. Phải có mình me. Mình rửa nước sạch lại. Ủa mình rửa nước hến rồi lại rồi mình mới xào. Để cho nó lóng rồi cái mình rửa. Ủa cô ba còn còn me không? Hồi nữa mình chấm mắm me cái nhà chấm me ngon hơn mắm chua ngọt. Mình cuốn bánh tráng thì ăn mắm me là nó ngon ha. Ừ. Bỏ qua thì cày dòng thôi anh đi hướng hướng này cái nó chạy qua hướng này hướng kia chạy qua hướng kia nha. Không, cái này mình quay ngoài chạy nó hóng mấy mấy chanh nó sáng hơn nghe cả nhà. Rồi chưa chuẩn bị mình vớt hến nha cả nhà. Chờ cho nó nổi lên mới được. Nóng quá. Cái đó nó nổi lên đó nha cả nhà. Đi trời vậy. Đi chuẩn bị sao lắm. Cái nước nó đục đục ha. Nó là nó đục vậy đó. Nó mấy cái giọt kia giọt nhiều không các bạn? Hả? Cái giọt kia. Giọt cuối á. Dạ gì cái nó xích hết nha. Ừ. Ngồi xuống mé khói. Mé khói. Nó mình ngâm một nạn đê mà nó nghe cái nhà. Xịt bon hả? Xịt bon rồi. Để đấy mình đi vớt chưa cô bạn? Chưa chưa, nó phịch lên luôn. Đi quay cái gì con hến nha. Quay bú ớt cho cả nhà coi. Nè nghe cả nhà. Vô rồi này nha. Mình trụng nước sôi sôi vào cái mà nó ha, nó hả hỏng cho hết rồi. Rồi nó đem ra ăn thử. Làm thử cho ít xíu nè. Rồi này nó nổi lên nhiều rồi nè, nhà nó vớt được miếng này nè. Sao con hến nó bự rồi, sao nó teo héo vậy? Chứ con hến sao nó bự được. Hả? Đã bây giờ điện thoại hả? Gửi danh thiếp á. Khỏi không tự nhiên kết bạn luôn. Tiếp. Gửi danh thiếp đó qua hả? Cái nào? À, nó mình rửa lại một cái. Mình rửa tăng rửa lên. Để cho bình rửa được. Nhà mọi người ta phải ai lấy cái nước hến nấu canh nha, mình đem trang nước canh tăng cơm. Mát mà nấu canh với bí đao hay bí gỡ hay bí bầu á. Mát. Mát. Tới một chuyện luôn. Mát ngủ không được. Mát rồi tới ngủ không được. Nó đang nổi lên nha. Thank you.
Nói chơi dữ lắm hết luôn nha cái nhà, mà không biết họ nó vớt rồi còn được nhiêu. Vỏ nhiều một ít. Vỏ thì nhiều. Nay mình lựa là hến riêng không đây nha. Còn anh đang mới về em nè. Ủa có con giảm chết nè, giảm húi nè. Giảm cờ nè cái gì. Hai con. Lại cho con mặt không à? Chuẩn bị mình làm nước mắm me nha cả nhà. Ớt này ớt chim ỉa nha. Mình hết hết ớt sừng trâu với ớt chữ hiên mình. Ớt nhà. Ớt tự mọc. Ớt chim ỉa hả? Ớt chim ỉa. Ớt hiểm thì cay lắm luôn á. Mà không đẹp thiệt nhưng mà nó cay lắm nha cả nhà. Mình sơn cái này là cho đổi nó kẹo đi cho nó ngon nha nha. Chấm cho nó ngon nha. Mắm me nha chứ nè. Rồi chuẩn bị mình khử tỏi rồi mình xào hết nha cả nhà. Ờ cái sạn đó. Nó nướng sẵn rồi. Nướng là chị vợ chị cái nãy nha nướng. Một muỗng là sao? Thì nêm đổ gì vào ăn gì em? Chuẩn bị đá đường ngọt cả nhà. Thêm nén nó đi. Hai muỗng đường luôn. Muỗng bột ngọt. Miếng nữa. Mình nêm rồi, cái hồi này mình nêm lại nha cả nhà. Vừa ăn thôi, còn chưa vừa thì mình nêm lại. Muối thì nêm từ từ thôi. Đây cậu Út ý nấu này nha. Nghe muốn coi, tại vì con hến mình cũng làm chín rồi nha cả nhà. Thì nói chung là chín rồi mới vớt ra được á. Cái cặm gì nè? Cũng rong. Mình rửa lại bằng cái nước hến luôn á nghe cả nhà. Nêm đi. Họ nấu mà không dám nêm nha cả nhà. Mà vừa ăn luôn á. Cái này đây gấp hành vô. Để gấp hành vô nó cũng ngọt nha. Kệ nó dính nó rộng nó cũng mới. Cái cây đó cây đuối rùi của mà góc ý. Phải mình có cái này, mình có ở nhà có gì dùng nấy nha cả nhà. Phải có đi chợ mình mua thêm bắp cải để xào ngon nha. Như vậy giống như mình thôi. Thôi. Mà nó đang hot trend. Em lướt toàn gặp bá luôn. Cái này lướt gặp bá không ạ?
cho nó chín cộng hành chút xíu, cái mình để cái lá vô là rồi nha cả nhà, làm chuẩn bị mời cả nhà nha. Rồi mình để hành lá vô luôn nha cả nhà, để cộng rồi để lá vô nha. Tưởng không có vô đâu. Đây nè. Đây là hai ông họ nấu kìa. Cười coi, cười cái tôi, cười coi. Cười e hẹn coi. Cười coi. Rồi gần xong rồi nha cả nhà, các con này là con đu cột đấy nha. Con đu cột. Rồi chuẩn bị xong rồi cả nhà, không biết có gheo gì để kẹp không ta, còn không nào không, thay vì mình để ra mình cũng có hành rồi, xanh xanh hết cả nhà. Giờ mình chặt thêm trái ớt cho mình nha. Rồi mình xào xong rồi chuẩn bị mình nhắc lên rồi mình ra dĩa mời cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà, mình ăn trắng cuốn dưa hến nha. Bỏ vô đây mình múc hến. Rồi mời cả nhà ăn bánh tráng nhúng cuốn với hến nha cả nhà. Tráng nhúng cuốn với hến. Chắc cuốn hến. Mình nhúng hết. Không nhúng thì để vậy nó. Lấy quá. Bột hiếm lắm, cái món này lắm chưa. Thôi kiếm dễ kiếm luôn. Ủa nói khi nãy giờ cái chị cứ. Bộ dễ. Hiếm lắm. Hay nó bị gấp. Nó bị gói đĩa. Gấp à, cả nhà ơi, thông cảm rồi cả nhà ơi. Ngon, ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cuốn bánh tráng nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng bánh tráng cho mình nha cả nhà. Ăn con. Cái con này ăn ngon nha cả nhà. Ngọt ngay nha. Thấm vô ngon không? Không, con hến nó tươi nó ngọt. Được nè, cái kia. Cài. Hến phơi nắng nè. Để nhật dân ý dữ dằn thôi. Cái này là do cô Út, cô Ý chồng gieo nhiệt tại nhà nghe cái nhà. Hến me, hến xào hành. Chắc rồi. Mà hai trước còn hết. Hai trước còn hết. Đây làm gì bánh nè. Chưa, cắt chặt cỏ bỏ. Mấy chặt á. Chặt cỏ bỏ nè. Lát này chắc thành tinh tố luôn. Nhật nhật ăn thử rau hả Nhật? Có rau ăn thử rồi. Ông trời nắng uống nước thì sợ nó uống hết kìa. Tháng một lần. Đây hến xào hành nha. Hến me nãy mình xên lại kẹo ngon nha nè. Ăn được không Nhật? Ngon lắm á. Ghiền nha. Con mút đường phố có tàu ghiền. Vừa quê kia anh hai bắt hết nè. Nay về mấy lần hay có nha. Lâu giờ có ai bắt được đâu. Có một phòng như hình, hình bắt ăn liền nó ngọt. Chứ có chợ nó. Nó để mà chợ không có ngon nha cả nhà. Lạ.
lạc nhất ha, nó đứng lên toàn á. Ăn lạc nhất ha, khói không có ngon. Xem ra cái tay dơ á. Ừ, ừ. Ừ. Ăn vụn rồi nữa. Ba là ăn vậy thôi, ăn trẻ. Ừ. Lâu lâu mới về ăn lần chứ ở đây người ta ăn hoài. Ủa gì đó hả? Gì đó hả? Ngon quá cả nhà ơi, ăn hết cũng chán rồi cả nhà ơi. Tại mình không có đi chợ nghe, có nhiêu mình dùng nhiêu nghe cả nhà. Đó thì ăn không chấm. Có mình kêu cậu hai ý mua ngoài nha. Mà cái nhà ăn thêm nghe cả nhà. À không ăn nữa. Ăn hết. Mấy ông nhậu gặp nạn khoái lắm à. Chấm mắm me rồi còn gì của. Mà thường thường là hay xào hành vậy đó. Ôi ơi, ai ai ăn thử cái con này nè, cái con đó đó. Cái này là cái món xào này là ngon rồi. Chưa có qua tới cái món đó. Đang bị lôi cuốn ở bên đây rồi. Lên mà lên chưa. Nên mình ăn chiều như nhỉ. Đã. Mình phơi nắng quá cái nó khô luôn con ngơ. Mình phơi nắng hết cả nhà. Mất tiêu cái ruột luôn. Mất cái ruột rồi. Ngoài cả nhà. Từ nãy giờ luôn. Ai điện cái gì? Nãy giờ hoài mình kết thúc video luôn nha cả nhà. Thấy hay yêu quý cho mình một like mình lên cái kênh luôn nha. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà. Bye cả nhà. Hai đứa ăn này lâu. Bye bye.